dạch ra coi lại thì mấy kỳ nữa nó còn hết rồi đó, chứ biết ngay cái gì con A chú B điểm lên là bao nhiêu kỳ điểm lên từ thả hồ mà tính tiền nó đơn giản không. Cái này mình có chuyển được cái bí đúng không anh? Cái bí của nó không? Hay là mình chuyển trực tiếp từ ngân hàng qua? Ngân hàng chuyển ngân hàng. Kinh doanh anh ngân hàng đâu mà ngân hàng gì của nó à. Cái app đó này phải trên cái app CH Pay không ạ? Vé số online này không phải là trên CH Pay đâu, tôi làm mà nó em gõ vô chữ Google á, mà gõ vô chữ cách chơi Bitcoin nó hướng dẫn cho mình gõ cái từ khóa mà Google ở từ khóa Bitcoin thì nó sẽ có phần mềm tải về hả? Tưởng trên xe play có là mình phải chuyển cho chuyển khoản cho nó trước phải lấy cửa số không ạ? Trước khi dân lên TV mà hay để cái bảng gì mà giống như mà mấy tỷ gì đâu. Để đi thôi con mở lại cho. Cái người lên TV mà hay đeo mặt nạ đó chứ không phải tầm chục tỷ. Lên hỏi chứ người ta biết được. Còn anh đi ngã này chưa được bao giờ chứ. Thấy mấy người đó chưa gặp, chưa có người nào tới phỏng vấn không á. Mấy người đó đó, giống như tao quay che cái mặt là đâu biết anh, biết người ta đâu. Đó có phần mềm hả? Có à, có phần mềm chơi hả? Cái này thuộc anh mua việc đó là dành phần mềm hay là mua ở ngoài tập bán hả? Thuộc anh mua online nó có mà trên app á. Trên app á hả? Hả? À. Anh có mua vé số thường hay giờ chỉ sang giờ này không hả? Chơi việc đó không hả? Ở chơi vé số mà thiết không? Gì? Vé số như thế vậy còn chờ không? Trong đây nó có vé số, tất cả các loại vé số có hết trong đây nè. À, tất cả các loại vé số là có phần mềm hết luôn. Hay vậy. Phần mềm gọi là vé số online hả? Ừ. À, vé số online. Thôi ngày anh mua mấy tờ đó? Muốn kiếm thêm thu nhập nhiều á thì mua nhiều. À, muốn trúng nhiều á thì mua tới lần mua nhiều á. Online nhưng mà khi mình đổi hữu mình phải lấy tiền thôi mà đổi hữu nha. Nó chuyển về tài khoản luôn. À chuyển tài khoản luôn hay vậy? Ừ. À cái vụ này hả ta? Ta biết rồi. Đặt cửa không chú? Đặt hả? Cái này con đâu có chơi hả? Từ rồi nạp tiền cũng có chơi tiếp chứ. À, chú là con nạp chưa? Chưa xong. Rồi bắt đầu sổ ra đây là nó bị lớn.
Bị lót mấy giờ mới sổ anh? Mấy giờ sổ, sổ số đó? Thì đó có nhiều loại. Cây no là từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Coi gọi vô kia no, coi thử nó là cái gì. Hay lại chơi sao là biết liền à. Tại với mấy số kia, mấy số mà chứ thấy thì thường 4 giờ chiều, 4 rưỡi chiều nó sổ. Cái số này thì chưa chờ anh chưa biết. Đó thì cũng hay, bộ thấy vô quay là thấy nhảy chung lắm. Lại số con này chú đi rồi nè. Mua rồi mà. Cái app của nó liên kết với ngân hàng gì nào ạ? Ngân hàng nào cũng được. Có 3 loại ngân hàng, tải app về em coi đi. À, cái app nó có hướng dẫn mình đúng không? Bị ló nó biết của nhà nước của tư nhân rồi. Tùy chắc cũng muốn nhà nước mở ha. Ngày thường anh chơi trăm không? Ló hả? Trăm mấy luôn hả? Mà bây giờ ló này nó đa dạng nhiều loại hơn. Có liên kết với cộng đồng ngoài. Thấy cái hàng lớn nó có liên kết hết. Rồi, giờ mình đuổi không được, mình làm cách ngày. À, biệt lót có liên kết Momo mà. Có Momo nhưng mà cái hoa hồng nó cao lắm á. Cái like nó cao lắm á. À, nếu mình liên kết Momo thì cho hồng Momo lấy cao không ạ? Momo chỉ qua ngân hàng là lấy 2%, chỉ qua ngân hàng Momo lấy phí Momo từ ngân hàng chuyển qua Momo, từ Momo chuyển qua cái app nó lấy 2 lần phí, còn này là chuyển 1 lần phí lấy 1 phí rồi mà có 2%. Thì có trực tiếp ngân hàng 2% không, mà không Momo là tính thấp hơn không? Vậy là vậy. Quay về cái đề tài mà chơi bị lót nè. Bị ti nổ, có bị ti luôn hay vậy?